Ok, chào bạn. Thì nhiều bạn cứ hỏi mình á là chiếc quạt tích điện á bằng cái loại nào tốt. Thì đây, mình chốt luôn cho bạn cái loại này nhá. Chỉ có loại này là tốt nhất, ở tí nữa mình sẽ đưa ra cho các bạn thấy được là cái ưu điểm của cái loại này. Tại sao lại tốt? Nó vượt trội hơn hẳn so với những cái loại đầu quạt không than khác đang có mặt trên thị trường nhá. Các bạn nhớ nó hình dạng kích thước nó như này nhá. Đấy, và cái này nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, đó là chế cái trục này. Nó là cái trục 10 ly. Và nếu như bạn chế vào quạt thì bạn phải khoan rộng cái lỗ ở quạt ra. Còn lại tất cả nó đều ưu điểm ngon lành hơn các cái loại động cơ đầu quạt khác. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn này. Ở đây mình mới mua thêm hai cái để làm đây. Đấy. Thì ở đây mình chỉ lấy ví dụ thôi các bạn nhá. Thì đây, trước kia mình làm bằng cái đầu quạt này, đối hỏng các bạn này. Đó. Và cái loại đầu quạt này, và một cái loại đầu quạt nó chế từ cái mộ động cơ không than của máy photocopy ấy, thì nó sẽ có cái, nó cũng tương tự vậy thôi. Đấy, thì đây cho bạn xem với tất cả những cái động cơ chế quạt khác thì nó sẽ có một cái vấn đề, gọi là cái vấn đề rất là nhức nhối, nó như thế này đây. Các bạn chờ một chút. Đấy, cấp nguồn vào nha. Phải nói là cực kỳ là nhức nhối luôn. Đây các bạn này. Đấy, bật nguồn cho nó chạy này. Nó chạy bình thường đúng không? Đây là còn không tải đấy các bạn nhé. Đấy. Thì cái vấn đề mà mình nói là nhức nhối nó như nào, các bạn để ý trên cái màn hình nhá. Thì khi mà cái điện áp tăng ấy thì quạt phải đồng thời nó quay nhanh hơn này. Các bạn thấy chưa? Quay nhanh hơn, bằng chứng là cái dòng nó ăn cũng mạnh hơn này. Đấy, giảm xuống này thì nó sẽ quay chậm lại, được chưa? Các bạn nghe thấy cái tiếng motor nó rít cũng thấy thế rồi. Thì cái loại này, cái loại đầu quạt nào thì cũng thế thôi. Đấy, chỉ riêng cái loại đầu quạt này tí nữa thì mình sẽ cho các bạn thấy được. Đấy, áp tăng thì quay rất tít luôn. Đó, nhưng mà giảm xuống thì quay lò ra. Đấy. Thì cái vấn đề này nó rất là nhức nhối khi mà chúng ta chế quạt. Giả sử cái bình ắc quy hay là cái pin của chúng ta nó yếu điện xuống á, thì cái quạt gió của chúng ta, gió nó không đủ mát nữa, nằm rất là khó chịu, nó cứ quay lò ra. Thì đây cũng thế. Có chổi than thì cũng thế các bạn này. Đấy. Tăng áp lên, quay rất tít đúng không? Khỏe đúng không? Giảm áp xuống thì nó lại chậm đi đúng không? Mà cỡ cái ngưỡng pin lithium nó giảm xuống tầm 10V nó mới là cái khoảng 40% dung lượng. Mà nó quay lò ra này thì đúng là phí thật. Quạt rất là ức chế luôn. Đấy. Đấy là cái vấn đề rất là nhức nhối khi mà chúng ta sử dụng các cái loại đầu quạt này. Nhưng bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy được ở trên cái loại đầu quạt này nhé. Mình sẽ bỏ ra một bộ ở đây, mình mua hai bộ trên shop Lê Văn Huy. Giá 280.000 thì nó có cả cái túp năng này các bạn này. Và cái đầu này, với cái vặn quạt nữa. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy này. Đó. Chuyển sang góc rộng cho bạn xem cho thoải mái nhá. Là mình ghim cánh quạt vào nhá. Cái này mình trước kia là mình nhập về từ Trung Quốc về mười mấy cái, về cũng chia lại các bạn rồi, mình thấy nó dùng thực sự tốt. Nên là mình nhập về mình chia cho các bạn. Thì nó sau đó mình không có nhập nữa rồi, chạy đi chạy lại bán hàng là mệt lắm các bạn. Đấy. Thì cái này nó có một cái gọi là cái hồi tiếp. Cái hồi tiếp con ạ, tức là cái điện áp đầu vào hay đầu ra chúng ta, điện áp đầu vào chúng ta thay đổi ấy, thì luôn luôn nó giữ cố định tại một cái vòng tua ấy. Nó được vòng tua của cánh quạt này luôn luôn giữ cố định. Thì bằng chứng mình sẽ cho các bạn thấy là công suất của nó sẽ thay đổi khi mà mình thay đổi, à, công suất nó giữ cố định khi mà mình thay đổi điện áp. Đấy, và cái điều này nó thực sự là xứng đáng để làm quạt. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho nó chạy này. Đó, được chưa? Thì các bạn đây, cái này ở ngồi ngoài gió nó thổi nên là công suất nó thay đổi một tí, thì các bạn thông cảm nhá. Đó. Rồi, như các bạn có thể thấy là ở đây nhá, chạy quạt chạy rất tít, nó ăn 18W đúng không? Bây giờ mình sẽ thay đổi điện áp của nó này.
mình giảm xuống này. 10V, 11V. Đấy. Công suất giữ nguyên luôn các bạn nhá. Thì thực ra ở đây mình không có cái máy test tốc độ nên mình không lý giải chi tiết cho các bạn được, nhưng các bạn nhìn vào cái mức công suất mà nó ăn ấy thì các bạn cũng có thể là kết luận được nhá. Đó, bây giờ mình giả sử những cái bình ắc quy của mình nó yếu xuống á, mình giảm xuống tiếp 10V này, các bạn thấy chưa? Công suất vẫn thế luôn, 16W. 16W đúng không? Đấy. Bây giờ mình tăng lên 17V đi. Đầu ra là 17V này. Công suất vẫn chỉ là 16W và vòng tua của nó vẫn chỉ là như thế luôn các bạn ạ. Đấy. 21V luôn. Cũng chỉ là đấy. 19W. 16W này. 16W. Tức là cái này nó sẽ cố định cái vòng tua cũng như là cố định công suất luôn luôn, nó giữ ở trong một cái mức nào đó. Mặc dù cái điện áp nó thay đổi. Giảm xuống 15V cũng chỉ là một lúc nữa nó ổn định lại các bạn này. Ở ngoài đấy xuống lại xuống 16W này. 16W này. Thực ra là bên ngoài nó đang có gió nó thổi nó tác động vào cái quạt này thì nó cũng thay đổi công suất này. Đó, giảm xuống 12V. Cũng chỉ rơi vào khoảng 16W. Các bạn thấy chưa? Đấy nó là một cái đáng tiền nhất. Khi mà chúng ta làm cái quạt ấy, thì mình sở dĩ mình chọn cái loại này bởi vì là mình sử dụng cái loại pin gọi là cái pin lithium ion á, cái pin 18650 trong cái quạt. Trong cái thân quạt là mình dùng cái loại pin là pin 18650. Đấy. Mà dùng cái pin 18650, cái nhược điểm của nó là khi mà cái điện áp đầy của nó là 4V2 đúng không? Thì những cái điện áp đầu tiên á, từ 4V2 trở xuống á, xuống đến tầm khoảng mình cứ lấy ví dụ lên trên pin 3S đi, thì cái điện áp đầy của nó 12V6 đúng không? Thì cứ từ 12V6 mà nó giảm xuống đến 11V ấy, nó rất là nhanh luôn, nó chỉ rơi vào khoảng 30 đến 40% dung lượng pin luôn. Càng cái điện áp nó càng xuống sâu thì cái pin nó càng giữ áp nó càng lâu. Đấy. Ví dụ 12V giảm xuống 11V á, nó chỉ mất khoảng 30 phút để giảm xuống mà. Nhưng mà từ 11V giảm xuống 10V á là nó mất đến khoảng 2 tiếng. Đấy, để nó giảm được. Vì vậy nên là cái điện áp mà chúng ta sử dụng cái cụm pin lithium ấy, trung bình nó rất là thấp. Mà nếu như mà chúng ta sử dụng những cái quạt như thế này thì cái thời gian mà chúng ta sử dụng á, nó toàn rơi vào là nó có cái điện áp thấp nên là cái quạt nó sẽ quay chậm, nó không phát huy được hết cái tác dụng. Chính vì vậy nên là nhà sản xuất người ta đã tung ra cái phiên bản cái quạt này để khắc phục cái vấn đề đó. Đó chính là mặc dù cái điện áp cao hay thấp thì cái quạt này nó vẫn chạy một tốc độ mình tạm gọi đó nó gọi là hồi tiếp động năng. Đấy. Ok, rồi. Thì nhiều bạn cứ hỏi mình là mua cái đầu quạt nào để làm quạt á. Đây nhá, quạt này nhá. Thực tế là mình dùng toàn bằng cái đầu quạt này thôi. Thì cái ưu điểm của nó có sẵn túc năng là 1 này. Đấy. Nó có hồi tiếp động năng là 2. Và cái này nó thiết kế theo cái tiêu chuẩn của một cái đầu quạt. Chúng ta lắp vào cái là ăn ngay, rất dễ dàng để lắp, không phải chế cháo gì cả. Đấy. Và cái này nó có hai cái nhược điểm nhá. Thứ nhất là chạy bằng cái đầu bạc đạn này. Bằng cái đầu bạc này. Đấy. Bằng cái đầu bạc nhá, nó không phải là bằng bi. Nó không chạy bi như cái loại này. Đâu nhỉ? Đây. Cái loại này của mình nó chạy bi này. Hai vòng bi. Vòng bi nó bền hơn. Nhưng các bạn cũng không cần phải lo lắng bởi vì là cái motor không than là chạy ấy. Thường thường cái đầu bạc á, cái đầu bạc đạn ở trong cái đầu quạt thông thường quạt điện của chúng ta nó bị nhanh bị khô dầu hay nhanh bị hỏng là do cái đầu quạt của chúng ta nó nóng. Đó. Còn cái đầu quạt này á nó ít nóng lắm. Nó mình thấy là trong thời gian sử dụng á tại cái cánh 40 á nó cũng chẳng nóng đâu. Nên là cái này nó 2 năm nay mình dùng mình chẳng cần phải thay dầu các bạn ạ. Không cần phải bôi thêm dầu luôn. Đấy. Đấy là cái nhược điểm thứ nhất. Cái nhược điểm thứ hai là cái đầu trục này nó theo cái tiêu chuẩn của Trung Quốc. Là cái đầu này 10mm. Người ta cắm vào cái quạt mà của chúng ta nó không vừa luôn. Nó không vừa đâu. Mà chúng ta phải lấy cái mũi 10 chúng ta doa cái lỗ to nào chúng ta mới cắm được. Đấy. Đấy là hai cái nhược điểm mình muốn chia sẻ cái loại này. Rồi thì cái sản phẩm này mua shop Lê Văn Huy nhá, 280.000. Đấy mình chia sẻ cái ưu điểm của nó khi mà mình dùng để chế quạt nhá. Hè đến rồi ai phải chế quạt đúng không?
Rồi, ok. À, bạn nào muốn mua thì truy cập vào liên kết trong phần mô tả nhé. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.